Xin chào mọi người nha. Thì mình về thêm được quay True Fit đây mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái clip ngắn chia sẻ với anh em xem chơi cho vui nha. Quay này thì mình mới về hồi sáng luôn, hồi trưa chứ. Quay mới về hồi trưa nha anh em. Đây. Thì cái đơn hàng này của mình được tặng mấy cái bình nè anh em. Thì mấy cái bình này thì mình sẽ để dành mình tặng với lại mình tặng lại cho anh em thôi. Nếu mà ai đặt hàng của mình thì mình sẽ tặng lại. Thì mình có mấy cái bình Lean Body. Thì bình này có rất là nhiều bạn thích cho nên là nếu mà ai nhanh thì còn bình này, chậm thì mình tặng bình kia nha. Chứ mình không nói trước được tại vì mình chỉ có mấy cái ở đây được coi. Có 5 cái nha anh em. Mình chỉ có 5 cái thôi. Để mình bỏ vào một bên. Thì bữa nay mình về cái quay này là có 3 vị nha anh em. 3 vị sô cô la nè, vani nè với lại vị vị quế á. Thì ba vị này thì vị nào uống cũng được hết, vị nào uống cũng ngon hết. Cái này vị vani nha anh em. Vị vani. Đây, hàng của BBT nè. Thì anh chị em nếu mà không chê cái quay này mình để lại với giá là 8x đó thì hãy liên hệ với mình nha. Thì mình cũng có để cái đường link Facebook mình phía bên dưới mô tả video nha anh em. Thì mình thích con số 8x cho nên là mình sẽ để cái này với giá 8x. 8x bao nhiêu thì mọi người chịu khó vào cái link Facebook của mình á. Và đó rồi mình sẽ báo cái giá cụ thể sau nha. Nói chung là sẽ rẻ hơn so với lại cái giá niêm yết của công ty đưa ra. Sẽ rẻ hơn và sẽ tặng cái bình này cho mọi người. Nếu mà ai nhanh thì mình tặng nha. Tại vì cái bình này mình được tặng ít lắm, mình chỉ được có 5 cái thôi. Cho nên là mình không có nhiều để tặng anh em. Nếu mà ai nhanh đặt trước thì mình sẽ tặng cái bình này. Còn nếu mà ai mà chậm thì mình sẽ tặng cái bình kia nha, bình Bull Border với là bình MB á. Cái này là vị vani nha. Vani. Còn cái này là vị quế nè. Vị quế nha anh em. Thì quay này hôm bữa mình có làm clip review vừa quay này rồi cho nên là hôm nay mình chỉ làm một cái clip ngắn á mình khoe á mọi người làm hàng mình lại về thêm chia sẻ mọi người thôi. Hôm bữa mình về rất là ít cho nên là hết rồi. Bây giờ mình về thêm vài hũ nữa, hết thì mình lại lấy tiếp. Thì cái giá của mình là bao nhiêu đó. Thì anh chị em nào mà có quan tâm á thì có thể là liên hệ với mình ở cái đường link Facebook hoặc là cái số Zalo mình để bên trên màn hình đó nha. Đó. Vị sô cô la là vị này nha. Cái màu nâu nâu này là sô cô la nè. Cái này mới là cái sô cô la này nha. Đây. Sô cô la. Thì hôm nay chỉ là một cái clip ngắn chia sẻ với anh em về cái quay này thôi nha. Hàng mới về, đầy đủ tem. Hàng chính hãng nha. Thì cái quay này nó không có hàng sắp tay đâu. Hàng này thì mới về Việt Nam cho nên là sẽ không có hàng sắp tay. Anh em yên tâm nha. Đầy đủ tem hết BBT mà. Chơi lớn lắm. Dán 4 tem mới chịu nha. Đây nè. Đây. Còn cái nữa. Ở đây. Đây nè. Đó 4 tem nha. Chào mọi người nha. Hôm nay mình chỉ làm video khoe mọi người về cái quay này thôi. Mới về được mới quay. Chào tạm biệt mọi người nha, khi nào mà có hàng về nữa thì mình sẽ lại làm clip mình chia sẻ với anh em. Thì sắp tới vài bữa nữa mình sẽ về thêm quay Ruan với lại quay ISO HD mọi người. Thì Ruan HD của mình cũng sắp hết rồi cho nên là mình sẽ nhập thêm. Thì khi nào mà có hàng thì mình lại chia sẻ với anh em nha.